mặc dù nó là tăng huyết áp ở người cao tuổi, nhưng mà muốn hiểu tăng huyết áp ở người cao tuổi thì phải biết tăng huyết áp là gì đã. Thế thì tôi muốn hỏi đây là các bạn đã học cái bài đại cương về tăng huyết áp chưa? Học chưa? Có giảng rồi đúng không? À, ở đây có bao nhiêu bạn biết huyết áp của mình là bao nhiêu? Giơ tay. Những bạn nào biết huyết áp chưa được nữa. Cái này thì ngay này có các bạn khác không biết huyết áp mình là bao nhiêu ấy. Có những bạn nào là chưa từng đo huyết áp bao giờ, chưa từng được đo huyết áp bao giờ, các bạn có thể đi đo huyết áp cho bệnh nhân rồi. Có bạn nào chưa từng được đo huyết áp bao giờ? À, bây giờ thầy có ba cái có và ba cái không. Trước khi chúng ta bỏ học cái không thì các bạn đang ngồi ở đây sẽ rất khó chịu vì không học được. Ba cái có, cái có thứ nhất là có được và muộn, tức là người đi muộn cứ tự động vào và ngồi ở vị trí phía sau để không làm ảnh hưởng người khác. Thế là cái không thứ nhất là khi đi vào. Cái có thứ hai hay là gọi là cái được thứ hai là được nghe điện thoại, nhưng cái không thứ hai là không được đảm bảo trong lớp. Muốn đảm bảo cứ tự động ra ngoài là mình sẽ kém. Cái được thứ ba hay cái có thứ ba là được phép một lần, bởi vì ngủ là sinh lý. Khi chúng ta vừa ngủ quá rồi hoặc là thầy ngủ mà không chịu ngủ thì tức là sinh lý là tốt, nhưng ngủ không được ngay là ồn với người khác nha. Thì ba cái điều học, ba cái điều các bạn lưu ý và nhắc rằng là các bạn khi ở trong lớp là không được làm ảnh hưởng đến người khác. Các bạn có thể tự do là người cá nhân nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ như chúng ta như thế này vào sau. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau bài tăng huyết áp ở người lớn tuổi thì các bạn biết được rồi, tăng huyết áp là một bệnh hệ thống, là một bệnh tăng huyết áp là một bệnh mãn tính hay gặp nhất trong tất cả các bệnh. Hiện nay tỷ lệ bệnh tăng huyết áp nói chung trong dân số từ người trưởng thành trở lên đã trên 30% trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, các thành phố lớn tỷ lệ người tăng huyết áp ở người trưởng thành có thành phố đã lên tới 40%. Điều đó nói rằng tăng huyết áp hay gặp. Thứ hai, tăng huyết áp là một bệnh đa nguyên nhân và đa cơ chế. Tí chúng ta sẽ bàn thế nào là tăng huyết áp và đa cơ chế. Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ sớm đối với tim, thận và mạch máu, tức là não. Tại sao lại như thế? Thì chúng ta sẽ bàn tại sao nó là yếu tố nguy cơ sớm tất cả ở trên. Tăng huyết áp được coi như là nguyên nhân tử vong của trên 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Em biết rằng là tất cả các ca tử vong thì tăng huyết áp có trên 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Tăng huyết áp được cho là tăng theo độ tuổi. Chúng ta thấy rằng ở người trẻ dưới 25 tuổi thì tỷ lệ tăng huyết áp rất thấp, nhưng khi lên đến trên 70 tuổi ta nhìn đây các cái màu đỏ như thế này là từ 48 đến 55%, màu thấp nhất là màu xanh này. Một trong những cái may mắn Việt Nam của chúng ta ở nam giới cũng còn đang ở trong màu xanh.
Như vậy, cứ 10 người thì có 3 đến 4 người đặt gan, rất nhiều. Đây là tỷ lệ tăng gan ở Việt Nam, các em thấy là những năm 60, những năm đó, chúng ta thấy những cái thế kỷ trước và những thập niên 60, 90 thì cũng chỉ có từ 1% ở năm 60, 1% ở năm 92. Nhưng mà đến năm 2015 thì cái tỷ lệ này chưa được công bố chính thức, nhưng mà lên đến 47%, một cái tỷ lệ rất khiếp. Có nghĩa rằng là 2 người cũng phải đặt gan, thì cái này cần phải có sự kiểm chứng là đây là nghiên cứu là thành công lớn. Thế bây giờ chúng ta đã học về tăng huyết áp, lại hướng dẫn huyết áp rồi, thì huyết áp là áp lực máu lưu thông tác động lên mạch máu, đó là huyết áp. Thế còn tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp, giảm huyết áp, tăng lên trên mức bình thường, đấy là nhiều bạn trả lời như vậy. Thế vậy bình thường là thế nào? Thế nào là bình thường? Bình thường nghĩa là áp lực đó đủ đưa máu đi, đưa vào cơ quan. Vậy thì bao nhiêu là bình thường và bao nhiêu là không bình thường? Câu hỏi này chúng ta không biết bao nhiêu của chữa cái này, và chúng ta không có được một cái định nghĩa là tăng huyết áp cho nó chuẩn. Thì đây là một trong những định nghĩa mà tôi nghĩ rằng là tương đối chuẩn cho bệnh hiện nay. ACC năm 2018 có định nghĩa là tăng huyết áp. Tăng huyết áp là lúc huyết áp ở lúc đó mà giảm xuống thì có lợi cho cả thể. Thì đấy là cái định nghĩa của ACC. Nhưng nó không lột tả được hết tất cả cái chúng ta muốn muốn nói. Thì tôi có thể đưa ra một định nghĩa như thế này: tăng huyết áp là khi huyết áp động mạch tăng tới một mức có thể gây ra tổn thương hoặc đe dọa tổn thương các cơ quan đích, mà cơ quan đích hay bị cắt thì sớm nhất và có khả năng gây tử vong hoặc tàn phế. Ví dụ như nó sẽ não tim mạch máu lớn, đây là các cơ quan bị sớm nhất hay bị nhất, và nếu như tổn thương các cơ quan này thì thường dẫn tới tử vong hoặc tàn phế. Tổn thương ở mạng thì đây là gì? Tàn phế đó là bất kỳ lực. Nếu mà tổn thương ở não thì có thể gây ra tử vong hoặc là tàn phế, đúng không? Nếu ở tim thì có thể gây ra tử vong hoặc suy tim, đúng không? Đấy là những cái mà sau này chúng ta học rất là nhiều. Thế tại thế thì đến lúc nào thì được coi là tăng gan? Thì người ta nghiên cứu thấy rằng khi huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 hoặc và huyết áp tâm chưa lớn hơn hoặc bằng 90 thì tỷ lệ đột quỵ hoặc tổn thương các cơ quan đích mà chúng ta vừa kể trên, các cơ quan đích quan trọng và nguy hiểm, tăng cao hơn rất nhiều lần những người có huyết áp thấp hơn mức này. Và trên thế giới các hiệp hội tăng huyết áp đồng vận trên toàn cầu lấy con số 140/90 làm ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp. Cho nên hôm nay tôi nhắc lại tất cả các bạn, 140/90 chỉ là ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp trên đồng vận toàn cầu cho đến năm 2020. Chúng ta nhớ điều này, chứ không phải là định nghĩa tăng huyết áp. Các khóa trước thì tôi đi bài thi, các bạn đều trả lời tôi là khi các bạn định nghĩa tăng huyết áp thì các bạn trả lời là tăng huyết áp là khi huyết áp lớn hơn hoặc bằng 190 và 140 và 90 thì tôi nói rằng các bạn trả lời không sai, nhưng mà không chính xác. Bởi vì ý của các bạn sẽ thấy rằng là cái con số 140
140 trên 90 là lượng chất bán hàng. Cái lý do mà chúng ta thấy rằng để thấy cái này là lượng thì các bạn đọc bên dưới, đó là sự gia tăng đặc biệt các nguy cơ là nhân thể quảng cáo. Khi có gia tăng trên 140 và thì đấy là cái mà chúng ta nhìn tại sao có con số 140 trên 90 là như vậy. Tuy nhiên là chúng ta cần phải hoàn thiện cái khái niệm về làm ra sẽ chọn hơn. Thế về cơ chế và nguyên tắc của các bạn nhìn đây có thể là huyết áp thì bằng cung lượng tim nhân với sức cản của tim. Thế thì tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp là khi nào một cả hai cái yếu tố này nó tăng lên. Ví dụ như là tăng cung lượng tim và tăng cường tăng sức cảm cảm biến thì sẽ gây ra tăng huyết áp. Vậy thì cái gì làm cho tăng cung lượng tim và cái gì thì làm tăng sức cảm cảm biến? Thì các bạn nhìn vào đây, tăng tiền tạng tức là lượng nước đưa vào cơ thể hoặc lượng nước điều chỉnh các tăng nội bộ và đảm bảo và động vào nó thay đổi tăng tiền tạng. Thì cái tiền tạng này do khối lượng dịch đưa vào hoặc là tái phân phối lượng dịch cho cơ thể thì sẽ làm tăng tiền tạng. Thì cũng làm tăng cung lượng tim hoặc là tăng mỡ cơ tim làm tăng cung lượng tim. Vậy còn cái gì để làm tăng sức cảm biến thì do các mạch máu chức năng hoặc là thay đổi cấu trúc tim thì cũng gây ra tăng sức cảm biến. Vậy bây giờ làm cái gì là gây ra những cái yếu tố này thì chúng ta sẽ làm tăng hoạt tính của thần kinh giao cảm thì làm rối loạn tái phân phối dương tính, tăng co bóp và tăng co thắt chức năng. Đây là vai trò của thần kinh giao cảm. Cho nên những người mà thần kinh giao cảm bị kích thích hoặc là trộn thì thường tăng huyết áp theo yếu tố tăng huyết áp, đúng không? Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là tăng hoạt tính của hệ dinh angiotensin và vai trò cái hệ theo phân
vậy thì có một cái gì khác biệt trong giai đoạn gần đây, tức là năm 2017 thì ACC có và những khó khăn khác thì tại hạn đây có đưa ra một khuyến cáo là đấy đưa phải khó khăn khác là 130 trên 80 và cái phân độ của nó có thay đổi. Các bạn nhìn thấy rằng là cái mà chúng ta đang gọi là bình thường cao thì đã tăng ra một độ rồi, và tăng nhất là độ hai là từ tăng ra một độ trở lên thì cái này là bằng với SC. Tuy nhiên nó chưa được công bằng hoàn toàn và đang vẫn sử dụng cái phân độ. Đây là sự khác biệt của phân độ DNC bằng và ACC hay là đây là đây là hai cái phân độ cái này trước đây được điều trị tăng huyết áp kiểm soát được huyết áp kiểu
lớn của bản thân. Và tại sao anh khác người ta coi nó là một cái bệnh giết người đó là bởi vì các cái bệnh lý này. Các em nhìn ở đây, các em nhìn thấy là cái nước mà có tỷ lệ bệnh phát ở Việt Nam cao nhất là Thái Lan và 36%. Không phải nước giàu như là Đức đã kiểm soát trên 30%. Các em nhìn thấy đấy là những cái điều gì? Việt Nam chỉ có 10%. Đấy, người ta bỏ mở. Thế thì các phương pháp đó thế nào? Cái bài Phương đã dạy cho em rồi. Nhưng tôi nghĩ là khi tôi đi giảng bài trên lâm sàng thì tôi hỏi là gần như các em không biết cách phân chia các phương pháp đó thế nào. Cho nên hãy được đưa vào đây một chút thì các em sẽ biết các phương pháp đó thế nào. Chia ra là hai phương pháp chính, đó là phương pháp có xâm lấn và phương pháp không xâm lấn. Phương pháp xâm lấn là người ta đưa các sensor đầu dò camera vào trong các vị trí cần có camera. Ví dụ như vào trong cảnh thì cái này chỉ là mở các trung tâm có các điện thoại hoặc là các trung tâm hồi sức cấp cứu thì chúng ta mới làm. Phương pháp đo thứ hai là phương pháp không xâm lấn. Thì phương pháp không xâm lấn thì chia ra nhiều phương pháp đo phải cập lấy nhiều dựa vào vị trí nơi đo của người ta hoặc là dựa vào thiết bị đo khác. Nếu đo khác tại các cơ sở y tế người ta gọi là đo khác ở nhà hoặc là đo khác cơ sở y tế. Nếu đo khác tại nhà thì gọi là đo khác tại nhà. Thế còn các phương dựa trên các phương tiện đo khác thì có đo huyết áp bằng huyết áp kế thủy ngân, đo huyết áp cơ, huyết áp tự động và huyết áp bán tự động, tức là có kiểm bằng bỏ tay nhưng đo bán tự động. Còn một cái phương pháp đo tự động tức là người ta sử dụng một cái thiết bị đo huyết áp tự động đeo trên người mà để cho người ta hoạt động bình thường, người ta gọi là ABPM, tức là đo huyết áp tự động liên tục mang theo người, là ABPM. Thì các dựa trên các phương tiện đo tầm huyết áp và đo đa như vậy thì đấy là cái nói sơ bộ về phương pháp đo huyết áp. Khi trả lời là phải trả lời là hai phương pháp chính là xâm lấn, không xâm lấn vị trí đó là nơi đó là chỉ là các đo đạc tại nhà. Và nếu mà trên là phương tiện đo đo bằng các cơ cái đo tự động đấy là chúng ta chúng ta cách phân bố các phương pháp bằng chẩn đoán tăng huyết áp. Vậy thì làm thế nào để chẩn đoán tăng huyết áp? Rất đơn giản, muốn chẩn đoán thì bắt buộc phải đo huyết áp. Nhưng đo huyết áp thì có chẩn đoán được tăng huyết áp hay không thì chưa chắc. Và phải nói rõ ràng đo huyết áp trong điều kiện chuẩn thì chẩn đoán được tăng huyết áp. Vậy thế nào mà đo huyết áp trong điều kiện chuẩn? Cái này có thể thảo luận trên khai lâm sàng, tuy nhiên là hôm nay không nói thì chúng ta đã biết rồi. Điều kiện chuẩn là gì? Phải chuẩn đi bệnh nhân chuẩn. Bệnh nhân chuẩn là thế nào? Bệnh nhân trước đó được không được sử dụng các chất có ảnh hưởng huyết áp mà trong gọi là cái chất đó còn tốt. Hai là trước khi đo phải để nghỉ ngơi bao nhiêu phút để làm khối. Đấy là chuẩn bị bệnh nhân chuẩn. Thứ hai là môi trường đo huyết áp của bệnh, tức là bệnh nhân phải đo ở trong bệnh nhân phải được cho đo vào trong một môi trường thoáng mát, không có các yếu tố ảnh hưởng khác, ví dụ như nhiệt độ, đúng không? Ví dụ như độ ồn, ví dụ như độ rung, đây là những cái mà thứ ba có phương tiện đo theo chuẩn, tất cả các phương tiện đo khác cấp phép hoặc là được kiểm tra định kỳ thì mới được sử dụng để chẩn đoán
động tới ý học, đó là trên 90% nhân viên y tế từ sinh viên, điều dưỡng, bác sĩ đo huyết áp không đúng tiêu chuẩn. Đấy là cái nghiên cứu chẩn đoán. Thì dựa kiểm đo huyết áp này, phương pháp đo huyết áp này thì các ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp nó không giống nhau. Các em nhìn ở đây, nếu đo huyết áp ở phòng khám thì cái ngưỡng mà chúng ta nói đến này là 140/90. Nhưng mà nếu đo huyết áp tại nhà thì những ngưỡng chẩn đoán huyết áp nó sẽ thấp hơn 5 mm. Tại sao lại như thế? Các em có biết không? Đó là do vấn đề hiệu quả thở trong huyết áp. Những người đa số những người đàn ông thì khi vào trong môi trường đều có huyết áp cao hơn huyết áp thở ngoài. Cho nên cái ngưỡng chẩn đoán đo huyết áp tại nhà này thấp hơn ở trong đo huyết áp trong cơ sở y tế. Thế nếu sử dụng thiết bị ABPM đây thì ngưỡng chẩn đoán ban ngày là 135/85, nhưng ngưỡng chẩn đoán ban đêm là 120 và trung bình 24 giờ thì là 130/80. Cho nên ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp phải tùy thuộc vào phương pháp đo huyết áp chứ không phải là chung. Cho nên khi các em nói là ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp 140/90 là ngưỡng sử dụng cho đến cho phương pháp đo huyết áp tại cơ sở y tế và sử dụng cho dân số chung, còn dân số cá biệt thì ngày hôm nào đi học cơ sở này sẽ nói là dân số cá biệt thì không thể dựa vào ngưỡng chẩn đoán này mà phải dựa vào nhiều yếu tố để chẩn đoán xem là huyết áp nền của người ta là bao nhiêu và bây giờ người ta có tăng huyết áp hay không. Số cá biệt phải được đánh giá lại. Vậy thì tăng huyết áp ở người cao tuổi có cái gì đáng lưu ý hơn tăng huyết áp ở những người không cao tuổi? Và trong điều trị thì mục tiêu điều trị của người cao tuổi có khác với mục tiêu điều trị của những người không cao tuổi hay không? Thì chúng ta thấy rằng là một trong những hiện tượng mà không thể đảo ngược được đó là hiện tượng lão hóa. Con người hay tất cả sinh vật trên hành tinh này đều phải trải qua một cái quy luật sinh tồn là sinh lão bệnh tử không ai tưởng tượng. Trong đó lão hóa là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, chỉ có điều nó đến mau hay chậm đối với từng cá thể thôi chứ không ai tưởng tượng. Có rất nhiều người 8-9 tuổi rồi trẻ nhưng rồi những người đấy cũng phải là hóa và đi về theo ông bà kinh nghiệm chưa thể chữa mãi được. Chúng ta chưa thấy được cái thuốc trường sinh bất tử, chưa có người nào tồn tại quá trừ một số cái mà các bạn đang tập chung cái gì chúng ta cũng tìm thấy đâu đấy. Còn nhân dân của thì là con người nhưng không vượt được quá trình lão hóa. Hiện tượng lão hóa thì đây là một sự phái triển toàn bộ các hệ thống cơ quan trong cơ thể, đó là hiện tượng lão hóa chứ không phải là cái khác. Các bạn em nhớ nhé, hiện tượng lão hóa là quá trình tiến trình tự nhiên đặc trưng của người lớn tuổi. Và cái hiện tượng này nó xảy ra không phải lớn tuổi xảy ra mà người ta đang nghiên cứu rằng ngay từ tuổi thành niên thì hiện tượng lão hóa đã bắt đầu ở các tế bào cơ quan. Nhưng cái biểu hiện này nó được thể hiện rõ nét
thì như đã nó kiểu gì ảnh hưởng đó là chỉ là thế nào ảnh hưởng như thế nào chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ làm. Nhưng một trong những cái thấy rõ nhất nhất là càng cao tuổi thì tỷ lệ tăng huyết áp càng tăng. Đây là ở Hoa Kỳ chúng ta thấy là đến tầm 75 tuổi thì tỷ lệ tăng huyết áp là 70-80%. Ở người Việt Nam có khác gì không? Thì cũng vậy, trên 75 tuổi thì tỷ lệ tăng huyết áp chỉ 70%. Chúng ta thấy là càng cao, đây là nam, đây là trung này. Cái này gần giống như cái thụ
tuy nhiên cái này khi phát hiện lên điều trị sử dụng thuốc ức chế hoặc là che của hẹp C năng dê ông chi thì đã được đấy là những cái mà chúng ta chú ý. Tiếp theo ở người già là có sự đề kháng insulin trên chuyển hóa đường. Các em thấy là tỷ lệ đái tháo đường ở người lớn tuổi cao rất cao, bởi vì không phải chỉ do chức năng tuyến đạt bị giảm mà nó còn có vấn đề đề kháng insulin tồn tại. Cái sự đề kháng insulin hay là tăng lên, mặc dù chúng ta có đủ tiết chế insulin nhưng insulin nó sẽ giảm hoặc là không có lên thì là đái tháo đường tăng. Đây là cái cuối cùng đó là béo phì. Béo phì của mình chúng ta thấy là trước đây chúng ta nói là người có vị trí chất khô thì nó hơi lũ một tí, cũng to một tí cho một cái bệ vệ đúng không, nhưng mà chúng ta thấy là bệ vệ rất là nguy hiểm, bởi vì mô mỡ ở việc là mô mỡ là một cái khó khăn ở chúng ta, không chỉ là nơi tích lũy mỡ của mô nội tiết tiết ra rất nhiều các loại nội tiết tố ảnh hưởng đến chuyển hóa chức năng trong đó của ảnh hưởng đến huyết áp, và chúng ta thấy là ở những người béo bụng thì tỷ lệ tăng huyết áp cao hơn rất nhiều lần những người có khỏe hơn. Đấy là của cái này thay đổi cấu trúc chức năng hệ cơ quan của các tuổi có một cái là cứng động mạch đây này, này là các bạn đó là giảm khả năng kháng sinh này, cung động mạch chủ bụng rộng trên đi qua này, áp lực mạch rộng tăng cái cơ tư thế này tăng cái cơ dung nhĩ này, đấy là khi người đây là cái nghiên cứu người ta đã đưa ra cho rằng khi có cứng động mạch thì nó đã có thể thành động mạch sơ cứng thì là như thế nào? Vữa sơ động mạch là một quá trình bệnh lý viêm có liên quan đến cholesterol. Cái này không phải là sơ cứng mà nó là bệnh lý. Sơ cứng động mạch là sơ là động mạch, nhưng mà sơ cứng động mạch là một quá trình là hoại sinh lý xảy ra ở những trường hợp lớn là biến đổi đặc trưng cho dạng tăng áp do lão hóa là tăng huyết áp cấp độ đơn độc và áp lực lại cao. Nguyên nhân của sự sơ cứng động mạch đó là do elastin giảm số lượng và bất cân của lớp áo giữa và áo trong do hoạt áo bất thường để nghe metabolomy lớp áo giữa bị vôi hóa và chúng ta thì
của tim đã ra và ba lớp các bộ phận lại đa điểm đa tâm trường. Thế là tâm thu là do sức đẩy tim và huyết áp, tâm trường là do sự phản hồi của cái sự to cán của mình. Ở người bình thường thì vận tốc trong phản hồi ở 12 tuổi là nó cũng có là rất tốt này, cho nên nó rất chậm, cho nên nó có cái hai cái đỉnh, cái đang tâm thu và cái đang tâm trường nó cách biệt nhau như thế này. Nhưng ở 14 tuổi trở lên ấy, thì cái ống động mạch này này nó đã cứng lên rồi, thì ngay sau khi quả tim ngừng đập thì cái thành mạch nó đã gần như là nó mất rồi, cho nên là nó tạo nên cái đỉnh cảm thứ hai và giữ được đỉnh cái đan tâm thu và cái đan tâm trường nó đã đạt tháng nào rồi. Thế và đến khi mà lớn tuổi hơn nữa, trên 60 tuổi cái ống này cứng hẳn, thì khi mà cái đan tâm thu còn sống nó phải cần sử dụng lại thì cái thành mạch nó chỉ còn lại như thế rồi, cho nên là cái đỉnh đan tâm thu và cái đan tâm trường nó dính liền vào nhau, cho nên người ta không tìm thấy được đỉnh cái đan tâm trường, cho nên khi đó người ta chỉ thấy có một cái đan duy nhất nghe được đó là gì đấy, cái đan tâm thu, còn cứ nghe mãi nghe mãi nghe mãi đến cuối cùng đến bằng không không còn nghe thấy cái tim đúng rồi không, do thì nó giống như một cái ống tre hay giống như một cái ống sắt không còn có bóng nữa, cho nên là chúng ta không thấy được cái gì khác tầm thường. Đấy là lý do tăng huyết áp. Thế thì một trong những xu hướng mà người ta nghiên cứu thấy rằng theo quy luật thời gian càng lớn tuổi thì huyết áp tâm thu càng cao, huyết áp tâm trường cũng tăng theo độ tuổi, nhưng đến 55 hoặc 60 tuổi ở 55 hoặc 60 tuổi nam thì huyết áp tâm trường không tăng nữa và có xu hướng để giảm đi, và khi đó áp tâm thu và tâm trường càng giảm ra, đấy là càng tăng. Một trong những đặc điểm nữa của huyết áp tâm thu của người tăng huyết áp cao tuổi là đối với người cao tuổi thì càng cao tuổi thì nguy cơ biến cố tim mạch càng cao. Các anh chị nhìn vào đây thì có thể thấy rằng tất cả các nguy cơ ở người cao tuổi đều tăng theo độ tuổi, kể cả các cái biến cố các đột quỵ, các cái biến cố về tim mạch của chết do tất cả nguyên nhân chết của tim mạch đều tăng ở cả hai giới không, và tăng huyết áp còn là yếu tố nguy cơ tim mạch và ảnh hưởng đến các yếu tố nguy cơ tim mạch trên người cao tuổi. Thì chúng ta đã biết trên người cao tuổi thì mắc rất nhiều bệnh theo thống kê của viện lão khoa và nhất, thì trung bình một người lớn tuổi mắc từ 3,2 đến 4,7 bệnh trên một cá thể. Cho nên các bệnh mắc ở trên cơ thể người lớn tuổi giống như tạo nên một vòng xoáy tâm lý, bệnh này sẽ làm tăng nặng lên bệnh kia và bệnh kia tăng nặng lên thì quay trở lại là nặng lên cái bệnh ban đầu. Thì người ta thấy rằng tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ tim mạch, ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến tất cả các nguy cơ khác, ví dụ các biến cố trên tim ở người tăng huyết áp cao tuổi nhiều hơn rất nhiều so với vậy. Đái tháo đường ở người tăng huyết áp cao tuổi cao hơn rất nhiều so với những người tăng huyết áp thấp tuổi, tỷ lệ
Thế nào gọi là tụt
huyết áp như thế. Khi đo huyết áp mà thay đổi như thế mà nó có thay đổi dưới 20 trên 10 đó thì đó là thay đổi huyết áp như thế. Cái này giải thích cho các bạn một chút. Khi mà đang ngồi như thế này, đo huyết áp rồi đứng lên, đo huyết áp có thay đổi nhỏ hơn thì cái này thì cái ra đúng không? Muốn làm nó thì muốn điều trị nó thì phải dựa trên huyết áp, để dựa trên huyết áp đứng thấp hơn để điều trị thuốc. Và những người này thì phải hết sức thận trọng. Những người có tụ huyết áp như thế, chúng ta phải nhận là trước khi ngủ dậy thì phải vận động chân tay ở trên giường 5 đến 10 phút rồi mới được ngồi dậy. Và khi ngồi dậy cũng không được đứng lên một cách đột ngột mà đứng lên từ từ, thì những người này rất dễ bị tụt huyết áp và dễ bị máu não dẫn đến các chấn thương, đúng không? Đấy là huyết áp như thế. Cái này dễ rồi, các bạn rồi. Vậy thế nào là tăng huyết áp máu tràng trắng? Tăng huyết áp máu tràng trắng là hiện tượng khi đo huyết áp ở ngoài cơ sở y tế thì huyết áp dưới ngưỡng chẩn đoán, còn khi đo huyết áp ở trong cơ sở y tế thì trên ngưỡng chẩn đoán, gọi là tăng huyết áp máu tràng trắng. Nó khác với là tăng huyết áp máu tràng trắng. Huyết áp máu tràng trắng là hiện tượng mà người vào trong cơ sở y tế đo huyết áp tăng lên so với bên ngoài cơ sở y tế, nhưng có thể người này là người tăng huyết áp máu tràng trắng. Nó là cái tập hợp lớn bao trùm cái tăng huyết áp máu tràng trắng. Máu tràng trắng chỉ là một tập hợp con của hiện tượng máu tràng trắng thôi. Nhắc lại, tăng huyết áp máu tràng trắng là hiện tượng khi đo ở ngoài cơ sở y tế thì dưới ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp, nhưng vào trong cơ sở y tế thì trên ngưỡng chẩn đoán tăng huyết áp. Các bạn nhìn vào đây, nếu như đây là đo huyết áp lâm sàng, các bạn nhìn nhá, nếu đo huyết áp lâm sàng thì ngưỡng 140 trở lên là sẽ tăng huyết áp. Nếu như đo huyết áp tự động mang theo người hoặc đo huyết áp tại nhà thì 135 trở lên là tăng huyết áp. Vậy thì kết quả số 2 này cùng số 2 này là những người tăng huyết áp thật sự, đúng không? Kết quả thứ tư này là kết quả số 1 này là do đó đấy. Kết quả số 1 này là kết quả có huyết áp do ở lâm sàng cao hơn ngưỡng chẩn đoán, nhưng mà do huyết áp tự động mang theo người hoặc do huyết áp tại nhà nhỏ hơn ngưỡng, cho nên cái này gọi là huyết tăng huyết áp máu tràng trắng. Còn nếu những người do huyết áp lâm sàng và huyết áp tại nhà mà có huyết áp tự động mang theo người đều dưới ngưỡng là kết quả số 3 này là bình thường. Còn cái khoảng số 4 này, cái điều rất lạ là to huyết áp lâm sàng thì bình thường, đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Nhưng to huyết áp tự động tăng theo người thì trên ngưỡng là bình thường, hoặc là gần giống, hoặc là tăng huyết áp áo choàng trắng tạm vừa. Tức là vào trong cơ sở y tế thì đo tăng huyết áp, nhưng mà ra khỏi cơ sở y tế đo tại nhà hoặc là đo thì là những người này khi đo huyết áp lâm sàng thấy người ta bình thường, chỉ số huyết áp bình thường, nhưng đã có tổn thương các cơ thể, cho nên thể thể động cho cái này người ta gọi là gì? Đây là chân vật. Còn cương tăng huyết áp ở người lớn tuổi hay có cương tăng huyết áp thì định nghĩa cương tăng huyết áp để cương tăng huyết áp là huyết áp động mạch tăng đến một mức nào đó có thể gây ra tổn thương hoặc đe dọa tổn thương cấp tính hay tiến triển cơ quan đích, có thể dẫn tới tử vong hoặc đe dọa tử vong. Và người ta nghiên cứu là những người có huyết áp lên đột ngột kéo dài trên 180 và khoảng trên 120 thì có tỷ lệ tổn thương cơ quan đích trầm trọng, cao hơn người bình
cấp cứu. Trong cơn tăng huyết áp cấp cứu thì chia ra làm hai, là tăng huyết áp đã tính tiến triển nhanh và bệnh cảnh của tăng huyết áp, và cái đó thứ ba là tăng huyết áp giảm cấp cứu. Thì còn thời gian tôi sẽ nói thêm một chút thế nào cơn tăng huyết áp khẩn cấp. Tôi cái tiêu chuẩn đầu tiên để chẩn đoán là phải có con số huyết áp tăng đột ngột kéo dài trên hoặc bằng 180 và bằng 120. Đấy là tiêu chuẩn cần để chẩn đoán cơn tăng huyết áp. Để chẩn đoán cơn tăng huyết áp khẩn cấp thì phải khám đầy đủ và nhận thấy rằng tuy có con số huyết áp như vậy nhưng chưa gây ra tổn thương cấp tính hoặc tiến triển các cơ quan đêm. Còn cơn tăng huyết áp ác tính cấp tính cấp cứu là có con số huyết áp cao nhưng đã có tổn thương cấp tính hoặc tiến triển các cơ quan đêm. Vậy thế nào là cấp tính? Thế còn
đây là tất cả các bộ. Nếu như ở dân số chung nha, thì các hiệp hội đều khuyến cáo nên đưa về huyết áp dưới 140/90. Nếu như người ở thận mạng thì các cái hiệp hội này gồm là ACC, ESC, hiệp hội thận học thì khuyến cáo là nên ở 140/90 ở mức này. Nhưng mà nếu như người cao tuổi thì người ta khuyến cáo ở mức là 150/90 và rất nhiều các hiệp hội đồng thuận như thế này. Nhưng ở người cao tuổi thì ở ACC hoặc là ESC thì trên 60 tuổi là coi là người cao tuổi. Nhưng mà đối với Canada, cao tuổi người ta là trên 80 tuổi. Đấy là cái như vậy. Quan trọng nhất là thế nào là cao tuổi. Các bạn biết là các bạn đã qua rồi. Ở Việt Nam, nữ 55, nam 60 được xếp vào mức nghỉ hưu bắt đầu từ người cao tuổi. Nhưng ở các nước thì hiện nay Singapore đã chuyển tuổi nghỉ hưu lên bao nhiêu? 60 năm. Cho nên người cao tuổi họ bắt đầu từ 65 và sắp tới thì tiến tới năm 2025 ở Bắc Mỹ, Singapore là đưa nghỉ hưu lên bao nhiêu? 70. Và khi đó người cao tuổi họ 70 trở lên. Thì đây cũng là một số các cái mà các em có thể ghi lại cái vấn đề này. Nếu mà khuyến cáo này thì người cao tuổi có mức độ nào thì chúng ta để mức độ nào. Nhưng tóm lại con số 140/90 là khuyến cáo cho dân số chung. Còn người cao tuổi thì người ta khuyến cáo là 150/90 trừ trường hợp có bệnh thận và bệnh đái tháo đường kèm theo. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Đây là khuyến cáo của riêng sinh đảng được khuyến cáo là 150/90 cho những người cao tuổi. Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi thì đây là nguyên tắc thứ nhất là khởi đầu với liều thấp và tăng liều chậm. Nguyên tắc thứ hai là quan niệm là chậm mà chắc. Nguyên tắc thứ ba là phải dựa vào huyết áp khi đứng nếu có dấu hiệu tụt huyết áp như thế, tức là chúng ta phải dựa vào tốc huyết áp thấp nhất. Người ta không được dựa vào huyết áp khi nằm đối với những người có tụt huyết áp như thế. Đấy là cái mà nguyên tắc điều trị. Các thuốc điều trị tăng huyết áp bỏ qua tất cả những vấn đề này. Bây giờ những cái sơ đồ để cho vui thôi. 5 phút để nói về điều trị các thuốc điều trị tăng huyết áp. Thuốc điều trị tăng huyết áp chia ra là mấy nhóm? 5 nhóm. A, B, C, D. A là gì? A là tất cả các thuốc tác động lên hệ dây angiotensin, gồm có ức chế cụ thể và D, ức chế network. Vậy thì trong cái thuốc nhóm A này có 2 thuốc, đúng không? B là gì? B là beta block, tức là chẹt thể beta. C là gì? C là canxi channel block, là chẹt cân bằng canxi. D là gì? D là diuretic, là lợi tiểu. Lợi tiểu có thể chia ra rất nhiều đó. Thứ nhất là lợi tiểu quai của con long này, lợi tiểu giữ kali và lợi tiểu lai thiazid và lai thiazid, có đúng vậy không? Nguyên tắc phối hợp thuốc là các thuốc khác nhóm là còn âu và còn cái thuốc thứ năm là âu. Âu là gì? Âu là AR. Tất cả các thuốc khác được xếp vào nhóm này gồm có giãn mạch trực tiếp, ví dụ như fenofibrin tác động lên thần kinh trung ương như fenofibrin và các thuốc khác đều được xếp vào cái nhóm này. Người ta nói rằng các thuốc khác nhóm với nhau thì được quyền phối hợp với nhau để điều trị. Các thuốc trong cùng một nhóm
thưởng phối hợp với nhau, trừ lợi điểm thì các nước có cơ chế đặc thù khác nhau thì có quyền thêm vào để phối hợp trong các trường hợp tăng huyết áp kháng trị hoặc là điều trị huyết áp khó khăn, đúng không? Ở người lớn tuổi thì có một cái điều gì lưu ý là thuốc trẻ thuộc thể beta không được sử dụng như một đơn trị liệu đầu tiên để hạ huyết áp, trừ trường hợp có chỉ định bắt buộc. Đối với người lớn tuổi thì các em phải lưu ý như thế, bởi vì beta không được khuyến cáo như một thuốc đơn trị liệu đầu tiên để điều trị, mà phải khởi đầu, phải thay ưu tiên khởi đầu cái gì? A hoặc C là ưu tiên, bởi vì hai thuốc này nếu đơn trị liệu hiệu quả và an toàn rất cao, và cái việc phối hợp AC này hoặc là AD hoặc là CD hoặc là ACD hoặc tốt hơn. Thế còn beta thì sử dụng trong trường hợp nào? Beta sử dụng ở trong trường hợp phối hợp với các thuốc điều trị huyết áp khác để là tăng tác dụng của nó lên, ví dụ như bệnh tăng huyết áp mà nó tăng nhịp tim thì dùng beta để làm gì? Để giảm nhịp tim. Trong trường hợp suy tim đã được điều trị ổn định rồi, beta là để có tác dụng là tăng cường có bóp cơ tim, chống suy tim. Đấy là sau rồi bóp cơ tim điều trị ổn có thể sử dụng beta được. Đấy là vai trò của beta trong đây, nên lưu ý bạn thân. Tiếp rồi, tăng huyết áp ở người cao tuổi có những đặc điểm rất riêng, đó là tỷ lệ tăng huyết áp của người cao tuổi rất cao, trong đó tỷ lệ tăng huyết áp tâm thu với quý cơ tim mạch cao chiếm ưu thế. Thường gặp tăng huyết áp giả tạo, đục huyết áp tư thế và tăng huyết áp máu chẩm trắng, thường kèm theo các bệnh lý khác tạo nên vòng xoắn bệnh lý, ví dụ như đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, suy thận và bệnh. Mục tiêu điều trị đối với người cao tuổi và với dân số chung cao tuổi là dưới 150/90. Quan trọng nhất là tối ưu cá thể hóa điều trị, cho nên phải đánh giá lão hóa toàn diện trước khi điều trị đưa về con số mục tiêu cho từng cá thể một. Đấy là quan trọng.